Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay thì mình đã có cơ hội để trên tay chiếc EOS RP, tức là R vào là nó sẽ phê đấy, đến từ Canon. Và kèm theo với đây là một cái ống kính 24-105 f/4 mới của họ. Thực ra thì cũng không còn mới nữa. Tuy nhiên thì cái camera này, cái body EOS RP này có rất nhiều thứ thú vị mà mình sẽ muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là một cái body mirrorless full frame. Xin nhắc lại nha, là full frame mà nó cực kỳ nhỏ gọn. Và các bạn thấy này, cầm trên tay mọi thứ đều rất là đơn giản luôn, cảm biến bên trong cực kỳ to. Nếu như các bạn nào mà đã sử dụng cái chiếc EOS R ra mắt hồi năm ngoái của Canon thì RP này nó là phiên bản rút gọn đi một chút xíu, cũng như là nó nhẹ hơn cực kỳ nhiều luôn. Và chắc chắn là với cái lợi thế body nhẹ như vậy nên là các bạn cũng có thể cầm nắm nó, chụp hình với nó một cách rất là dễ dàng và đơn giản luôn. Tuy nhiên thì nếu gắn với những cái ống kính siêu to, siêu nặng, siêu nặng như thế này thì cũng hơi bị cấn cấn đi một chút xíu. Nhưng rất may chúng ta còn có rất nhiều sự lựa chọn như ống kính khác mà nó có kích thước nhẹ hơn, gọn gàng hơn và nó dễ cầm nắm sử dụng hơn rất là nhiều. Thì ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái nút on off này, thì cái trải nghiệm này của mình đấy, các bạn chỉ cần vặn một cái đó là ngay lập tức là nó sẽ mở đó. Tuy nhiên thì mình thấy lạ một điều đấy là làm on off thôi mà đã làm nguyên một cái vòng như vậy thì mình thấy nó hơi thừa. Giá như mà chúng ta có thể gắn được thêm nhiều chức năng vào đây nữa thì sẽ là ngon hơn. Sẽ có thêm một cái vòng tùy chỉnh những cái function, những cái chế độ, ví dụ như là FV này, TVP, có cái lẽ các bạn đã không còn lạ lắm gì nữa rồi. Hay là có thể gắn những cái chế độ chụp custom như C1, C2, C3 và có chế độ quay video đây. Có thêm một cái vòng nữa và cái vòng này nó sẽ tùy chỉnh cái chức năng tùy vào cái chế độ của bạn. Hay là bên trên cũng có thêm một cái vòng nữa, một nút M function. Nói chung là có rất nhiều những cái vòng xoay, có rất nhiều những cái vòng để các bạn có thể tùy biến, tùy chỉnh đến những cái thông số rất nhanh cho quá trình của các bạn chụp. Và những nút như là AF on này, nhiều bạn thì không thích cái kiểu lấy nét vào bằng cái nút này đâu. Đấy, ví dụ thằng nhân editor nhà mình nó không thích lấy nét vào cái này, nó thích lấy nét vào cái nút AF này. À, thế mới hay, thế mới dị chứ. Hay là một vài nút tùy chỉnh điểm lấy nét này, sound này, info thông tin các thứ. Nói chung là với EOS RP, tuy là nó đã bị rút gọn đi một chút xíu về cái mặt thiết kế, nó gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng những cái thông số bên trong đây hay là những cái vòng xoay ở đây nó vẫn chứa đầy đủ để giúp các bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số khi mà chúng ta chụp một cách cực kỳ ngon. Và chắc chắn là màn hình chúng ta sẽ có cảm ứng rồi, và cảm ứng này nó sẽ là cảm ứng đa điểm luôn các bạn nhá. Ví dụ như ta chụp hình xong, khá đáng tiếc ở đây không có thể nhớ, chúng ta sẽ còn có cái thao tác để zoom ra, zoom vào như này để mà các bạn có thể theo dõi ảnh chụp một cách cực kỳ đơn giản luôn. Cảm giác như kiểu sử dụng smartphone ấy, rất là đã. Ở bên dưới này, đấy, pin nó sẽ là một sự rút gọn hơi nhẹ đi, tại vì pin sẽ chỉ có dung lượng đấy là 1000 mAh mà thôi. Và chắc chắn là nó sẽ yếu hơn so với là Canon EOS R. Nhưng rất may mắn một điều, đấy là cái sản phẩm này nó lại có cái tính năng đấy là vừa sử dụng vừa sạc thông qua cổng USB Type-C. Các bạn thấy nha, USB Type-C luôn. Bây giờ là phải chơi với USB Type-C, Micro USB hay là USB Mini ngày xưa thì nó quá là cổ lỗ sĩ rồi đúng không? Đương nhiên là với EOS RP nó vẫn sẽ có đầy đủ những cái cổng kết nối như là cổng mic này, cổng tai nghe này, hay là cổng HDMI các thứ này, hay là có một cái nút lỗ ở đây để mà giúp các bạn có thể kết nối đến với những cái dây chụp ở bên ngoài, dây chụp mềm bên ngoài để giúp các bạn phơi sáng thì chúng ta kiểu setup để chụp time lapse các thứ nó đơn giản hơn. Thế thì cái RP này nó có điểm gì đặc biệt? Điểm đặc biệt đầu tiên mà mình đánh giá rất là cao đấy là cái độ phân giải của nó là 26.2 megapixel, dựa trên cảm biến full frame trong một kích thước nó cực kỳ là gọn nhẹ luôn. Và với cái cảm biến full frame thì chắc chắn đây sẽ là một trong những cái body nó gọn nhẹ nhất trên thị trường rồi, nếu mà so sánh với cả những sản phẩm đến từ Sony thì nó cũng tương đương. Mà hay một cái là cái phần báng đây các bạn thấy nó rất là dài, rất là dày nên cái cảm giác cầm nó khá là ok khi mà các bạn cầm nó vào như vậy. Nhưng mình nhận thấy một điều đấy, cái phần chiều rào dọc này nó hơi bị mỏng quá, dẫn đến khi mà mình cầm nắm vào mình chỉ để được 3 ngón tay và mình thừa đi cái ngón út. Khi mà mình kéo lên như vậy thì mình sẽ cảm thấy nó hơi bị hụt tay. Ví dụ như mà cái body này nó làm dày được thêm một chút xíu nữa hoặc là giữ nguyên cái kích thước của chiếc EOS R thì mình nghĩ là cái cảm giác cầm khi mà chụp, khi mà quay cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cái màn hình này nó sẽ có thể lật được đó. Và với kiểu màn hình lật như vậy thì đây dường như là một trong những cái điểm gọi là hơn quá nhiều so với những đối thủ của nó trên thị trường bây giờ. Kể cả so với những sản phẩm của Sony thì không có cái cơ cấu xoay như vậy. Và chắc chắn đối với những thằng quay video như mình, quay vlog như mình thì cái màn hình này cực kỳ là quan trọng luôn. Lại còn kiểu chạm cảm ứng để lấy nét nó quá ngon luôn, anh em thấy không? Đấy, hay là những cái thông số liên quan đến chụp hình, quay video thì có lẽ là các bạn cũng đã có thể tham khảo ở trên rất nhiều trang công nghệ rồi, có lẽ không cần lãng lâm lời gì nữa rồi. Chỉ có điều mình hơi tiếc trên RP đấy là cái quay 4K của nó chỉ được có 24 frame, mà thậm chí nó sẽ bị crop cái cảm
biến, quay full HD 60fps thì nó mới quay được full những cảm biến full frame này mà thôi. Và đây cũng là một cái điều mà hơi đáng tiếc nhẹ, nhưng mà cũng chấp nhận thôi, tại vì mức giá của nó thì đã tốt hơn so với EOS R rất là nhiều rồi, khoảng 38 triệu cho body, và nếu như kết hợp với cả 24-105 như thế này thì mức giá nó lên vào khoảng tầm 63 triệu. Có thể nhiều bạn sẽ thấy là nó hơi bị đắt, nhưng mà thực sự nếu như so sánh những cái trải nghiệm mà RP mang đến cho các bạn thì mình đánh giá đây vẫn là một cái mức giá ổn. Nếu như các bạn có nhu cầu thực sự là nghiêm túc với một cái máy ảnh để mà làm việc hoặc là làm video giống như là mình. Ok, và đây là một cái video mình trên tay nhanh về EOS RP. Đó, show lại cho các bạn thêm một chút nữa về cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ nhàng của nó, và những cái cầu kết nối rồi mọi thứ của nó. Đấy. Anh em thấy sao về nó, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.